Chào các bác. Đây, vừa mới cắm xong các bác này. Đây này. Hàng vừa khui ra này, cắm quang rồi cắm cầu loa rồi cắm cả công suất điện thoại đây để thử đây. Đấy, để test bán mà em đang định test để bán đấy chứ. Quay để test bán cho các bác đây. Nhưng mà thử xong này. Không lên tiếng. Màn hình thì vẫn lên đây nhưng mà thử chả hiểu cái gì mà nó đây này. Volume cho maximum rồi mà nó không lên tiếng này. Đấy. Hàng vừa về xong rồi chứ. Đây em vừa lau vệ sinh xong rồi. Đấy, vừa vệ sinh xong rồi mặt đẹp như hàng mới luôn này. Đấy. Vừa vệ sinh xong thì bảo là nhìn con này kiểu vẫn mới các bác. Bảo là quay lên là quên kẹp dây rồi kẹp các thứ vào để quay video. Đấy có cả đường quang đàng hoàng như hàng xịn đấy chứ. Để mà quay video lên mà để bán mà. Nên ông thử xong đây, chán mỡ đời. Chả hiểu kiểu gì này, không lên tiếng này. Cho to nhỏ đây em to hết mắc này, maximum rồi này. Mà không lên tiếng này, chả hiểu cái gì. Con này là con CMT M700 hàng cao đấy, dòng đời cao đấy các bạn. Đấy, nó có CM30 nhá, 35 nhá. Rồi CM37 nhá. Rồi 38 các thứ. Đấy, nhưng mà cái dòng 700 M700 này nếu mà thuộc dòng dòng Sony phân khúc mini này, con này là con cao nhất. Đời cao nhất, dòng đời 3 số 700 DV. Đấy. Đây con này nó còn được trang bị nhá, quang hai cổng luôn nhá. Đây này. Quang có hai cổng AV, một cổng là đầu vào này, FM này, rồi có cả cái đường DV gel out các thứ này đấy. Hàng chuẩn mà đây này. Nó có cổng PC Link này. Đấy rồi SP gel out này. Đấy, cầu loa ánh từ 6 đến 16 ohm này. Đấy, công suất con này thì là 48 nhá. Các bạn, công suất là 48. Này, các bạn nhìn mặt sau mới kinh quang. Tiếc mỗi cái không nên. Cassette thì vẫn bật bình thường. Ổ cassette này còn mới. Này cái này là các phím chỉnh thêm này. CD con này thì em thử thì tức là motor vẫn quay nhưng mà không ra khay CD. Thì chính tỏ con này là có thể là dây cu loa. Em đoán là dây cu loa, em không thả đâu. Đây, ốc yếc là vẫn nghiêm chỉnh. Hàng vẫn nguyên bản từ bên kia về nhé. Ốc yếc vẫn nghiêm chỉnh nguyên bản luôn. Đấy. Thì là em đoán con này là dây cu loa là đang trùng. Đấy, dây cu loa đang trùng hoặc là đang bị tổ dây cu loa thì nó mới motor nó mới quay tít thò lò như thế nhá. Đấy, motor quay mà băng không ra chứng tỏ là được dây cu loa. Đấy, bác nào biết kỹ thuật thì về mở ra nhá. Đấy, hàng này vẫn nghiêm chỉnh đấy nhá, ốc cứ còn mới. Từ bên kia về nó vẫn như vậy luôn. Rồi, không nói nhiều các bác nhá, con này thì em thanh lý nhá, đã không nên thì bác thanh lý luôn cho nó máu. Đây, cho to nhỏ không được. Rồi, con này thì em bán thanh lý nhá. Đấy, bán thanh lý cho các bác về gọi là sửa chữa hay là làm cái gì thì làm nhá. Đây. Đấy. Thì giá con này thôi để các bác giá là 330 nhá. Đấy, xả cho các bác là 330. Đấy. Nguồn vẫn lên, hàng vẫn đẹp. Đấy, motor vẫn quay đều. Đấy. Thì cứ để các bác cho con này giá là 330 nhá, đấy, thanh lý. Đấy, hàng. Các cái giá này nhá, các bác em nói luôn này. Các cái giá mà em thanh lý ấy, là em đã chấp nhận là phải xả lỗ rồi đấy, thanh lý lỗ rồi đấy. 300 mấy là có biết thường là bị lỗ rồi, bởi vì con này bình thường bán ra nó toàn là 600 hay hơn 700. Đấy thì mình có lãi. Thế bây giờ mà xả tận 330 thì có biết thừa là lỗ lòi mắt ra chứ không phải lỗ vừa đâu. Đấy lỗ lòi cả mắt ra nhưng mà vẫn phải xả bởi vì bây giờ nhà em không phải là thợ. Đấy em cũng không sửa được mà em nói luôn là hàng bãi là nhà em không sửa chữa. Đấy, hàng đẹp, em bán đẹp mà hàng về bị làm sao bán luôn. Đây như con này em bỏ ra phát em quay em thử mà không lên tiếng em thanh lý luôn. Đấy. Đây có nhìn ốc yếc là biết này. Đấy. Đấy. Nhìn ốc yếc là biết này, hàng vẫn từ bên kia về nó vẫn cứ như nào, nó cứ như thế thôi. Đấy. Nên là các bác đừng mặc cả với em là em ơi bớt cho anh 100, bớt cho anh 50 rồi bao ship cho anh. Đấy. Bởi vì bản thân em nhập là nó bị lỗ rồi. Bây giờ về nó tình trạng như này, em nhập hàng chạy. Vì bán hàng này là phải nhập những con nào mà chạy được thì về để khách dùng luôn. Đấy, nhưng về bên gặp tình trạng như này thì em thanh lý là 330. Đấy, thì bác nào mà chốt thì alo cho em và cũng đừng mặc cả em là bớt cho anh rồi bao ship này nó thứ nha, tại vì là em đã xả lỗ rồi thì các bác còn bắt em bao làm gì nữa không biết nhá. Đấy. Đấy thì bác nào mà chốt thì alo lại ngay cho em nhá. Vâng, xin chào các bác. À số điện thoại đặt hàng gọi cho em qua số 0966 594581 hoặc số 0979 891682 hoặc qua trực tiếp cửa hàng nhà em mà lấy nhá. Nhà em ở gần bến xe Mỹ Đình, cách bến xe Mỹ Đình được có mấy trăm mét thôi. Đấy, qua trực tiếp lấy cũng được.
Vâng, xin chào các bác.